Một cái mái tóc đẹp là một cái mái tóc cần được chăm sóc và nuôi dưỡng thường xuyên. Tuy nhiên á, là nam giới chúng ta không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để ra salon tóc và chăm sóc tóc của mình. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta phải bỏ bê cái mái tóc của mình. Vì ngày hôm nay ở Men's Bay chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những cái cách chăm sóc tóc tại nhà cực đơn giản, cực dễ làm và rất là ít tốn kém dành cho anh em nha. Để anh em có thể yên tâm là không cần tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc vẫn có thể có được một cái mái tóc như ý của anh em. Cho nên là let's go. Cái cách thứ nhất đó chính là hãy có dầu gội và dầu xả riêng biệt. Anh em không nên sử dụng dầu gội mỗi ngày là vì dầu gội có khả năng làm cho tóc của anh em nó bị khô, nó bị sơ. Tuy nhiên á, là dầu xả lại là một cái sản phẩm mà anh em nên sử dụng mỗi ngày nha. Là vì ở trong dầu xả nó có rất là nhiều cái dưỡng chất giúp cho anh em có thể nuôi dưỡng tóc của anh em ngay tại nhà. Thì rất là đơn giản thôi, khi mà anh em sử dụng dầu xả, anh em nên để ở trên tóc của mình khoảng từ 10 cho tới 15 phút để trong cái lúc đó đó dầu xả nó thấm vào và nuôi dưỡng tóc của anh em. Và khi mà anh em xả nước á, anh em cũng đừng có xả quá sạch. Tốt nhất á, là xả khoảng 95% cái lượng dầu xả trên tóc của anh em thôi. Là vì 5% còn lại sẽ vẫn còn ở trên tóc của anh em và từ từ nuôi dưỡng tóc của anh em nha. Cái cách thứ hai đó chính là hãy sấy tóc sau khi mà tắm buổi tối xong. Một số anh em có một cái thói quen chưa tốt á, là buổi tối khi mà anh em đã tắm rồi, anh em không có sấy tóc của mình mà anh em chỉ lau và để nó khô cho tới sáng mai thôi. Cái điều này á, nó cho anh em hai cái hệ quả rất là nghiêm trọng. Cái thứ nhất á, là anh em rất là có khả năng là anh em bị bệnh nha. Là vì tóc của anh em mà nó ướt á, nó thấm vào da đầu của anh em qua buổi đêm là rất là dễ bị bệnh. Cái hậu quả thứ hai á, đó chính là nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái kiểu tóc mà anh em đang cố gắng nuôi dưỡng. Tôi lấy ví dụ như là tôi là một cái người đang để kiểu tóc 6-4 đi, thì nếu như mà tôi gội đầu xong mà tôi không sấy tóc á, thì chắc chắn là ngày hôm sau tôi rất là khó để có thể định hình cái ngôi tóc mà tôi mong muốn. Vì vậy nếu như anh em ở đây á, đang là một cái người nuôi bất kỳ kiểu tóc nào, thì hãy nhớ là sau khi mà anh em đã tắm xong rồi thì hãy sử dụng máy sấy làm khô tóc của mình, và trong lúc sấy hãy chia ngôi ra trước để ngày hôm sau khi mà anh em thức dậy rồi á, anh em sẽ không tốn quá nhiều thời gian để chia lại cái ngôi trước khi mà anh em ra đường nha. Cái cách thứ ba đó chính là hãy có cho mình một cái chai dầu dưỡng tóc. Nếu như á, chỉ được có 3 cái sản phẩm tạo kiểu và chăm sóc tóc á, thì tôi sẽ chọn một cái chai sáp vuốt tóc, một cái máy sấy có công suất tốt và một cái chai dầu dưỡng tóc. Dầu dưỡng tóc đó là một cái trợ thủ cực kỳ đắc lực trong cái quá trình chăm sóc tóc tại nhà của nam giới. Đầu tiên á, nó giúp cho anh em bảo vệ tóc của mình trước cái nhiệt độ rất là tiêu cực của máy sấy. Cái thứ hai á, là dầu dưỡng tóc, đúng như cái tên gọi của nó giúp cho anh em dưỡng tóc. Anh em sử dụng vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và qua ngày hôm sau á, anh em sẽ thấy tóc của anh em nó sẽ cực kỳ mềm, nó cực kỳ mượt và nó rất là khỏe mạnh luôn nha anh em. Cái cách thứ tư đó chính là hãy lựa chọn cái khăn tắm thích hợp với anh em. Anh em biết là sau khi mà anh em tắm xong, mới nhất là anh em tắm bằng nước quá nóng á, tóc của anh em cực kỳ dễ bị hư tổn luôn. Và cái lúc này nè, nếu như mà anh em sử dụng những cái loại khăn mà có cái bề mặt nó quá thô ráp, nó quá cứng, lau cái tóc của mình á, chắc chắn là anh em đang tổn hại với mái tóc của anh em đó. Cho nên là anh em hãy lựa chọn những cái loại khăn nó có cái bề mặt nó mềm, nó láng, nó dễ chịu, để khi mà anh em lau tóc của mình, anh em không có vô tình gây hại cho tóc của anh em. Và anh em cũng hãy nhớ một cái nguyên tắc khi mà lau tóc như thế này: nếu như mà trong quá trình lau tóc anh em cảm thấy rằng nó có lực tác động vào da đầu của anh em, thì có nghĩa là anh em đang lau quá mạnh. Hãy sử dụng đúng cái loại khăn có cái bề mặt mềm mại dễ chịu, và hãy dùng một cái lực vừa phải nâng niu mái tóc của mình, đừng có làm cho nó bị tổn thương nha anh em. Cái cách thứ năm đó chính là mỗi tuần hãy đi spa cho tóc của anh em một lần. Đi spa ở đây không có nghĩa là phải ra những cái spa ở ngoài đời, mà spa ở đây có nghĩa là anh em hãy sử dụng những cái loại dưỡng tóc của anh em. Ví dụ như là những cái mặt nạ cho tóc nè, như là dầu xả nè, như là những cái dầu dưỡng tóc, một tuần khoảng 1-2 lần. Có nghĩa là trong những cái ngày này á, anh em chỉ dành thời gian ra để chăm sóc tóc của mình thôi, cho tóc của anh em nó thư giãn, cho nó được hồi phục sau cả một cái tuần dài anh em ra ngoài chịu tác động của ánh mặt trời, khói bụi rồi mưa này nọ. Tóc của anh em nó cũng cần được chăm sóc, tóc của anh em nó cũng cần được nghỉ dưỡng nha anh em. Cái cách thứ sáu đó chính là hãy biết lựa chọn đúng cái loại máy sấy tóc. Thì cái này á, sẽ tùy vào cái điều kiện kinh tế riêng của anh em thôi, nhưng mà nếu mà tôi recommend cho anh em á, thì khi mà lựa chọn những cái sản phẩm máy sấy tóc á, hãy lựa chọn những cái máy nào có công suất từ 1800W
trở lên. Vì những cái máy này nó có công suất mạnh, nó làm cho tóc của anh em nó dễ dàng khô hơn, dễ dàng vào cái nếp hơn. Chứ nếu như mà anh em sử dụng những cái máy sấy tóc nó hơi yếu thì anh em sẽ tốn khá là nhiều cái thời gian để đứng sấy tóc và có nguy cơ làm hại cái mái tóc của mình. Và anh em hãy nhớ là trong cái quá trình mà anh em sấy tóc á, cái đầu máy sấy tóc của anh em á cũng có những cái tính năng riêng của nó. Khi á mà anh em giật hết ra chỉ sử dụng cái máy sấy tóc chay thôi á, thì anh em hãy nên sử dụng lúc này để làm khô tóc tổng thể của mình. Có nghĩa là anh em chưa vào cái bước là phải chia ngôi và tạo kiểu nha. Anh em chỉ làm khô tổng thể tóc của anh em thôi. Và khi mà anh em gắn cái đầu vào á thì lúc này mới là cái lúc mà anh em định hình những cái ngôi, những cái kiểu tóc riêng của anh em. Ok, anh em thấy không? 6 cách này nó cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ làm. Và nếu như mà anh em có phải chi một chút xíu tài chính á, chắc chắn nó vẫn rẻ hơn rất là nhiều so với việc là anh em ra những cái salon ở bên ngoài. Chúc anh em thành công trong cái quá trình nâng cấp cũng như là nuôi dưỡng tóc của mình, đạt được đúng cái kiểu tóc mà anh em đang theo đuổi nha. Ok, hẹn gặp lại anh em vào clip tuần sau đến từ kênh Men's Bay. Còn bây giờ thì chào anh em.